Bạn đang cần thiết kế nội thất, bạn đang cần thi công nội thất nhưng mất phương hướng vì ma trận giá quá cao hoặc quá rẻ. Bạn nghi ngờ về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đồ gỗ Bình Minh.com là một lựa chọn uy tín. Đồ gỗ Bình Minh.com thiết kế nội thất phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ hiện đại chỉ với 100.000 đồng trên 1 mét vuông, miễn phí thiết kế khi thi công. Sản phẩm thiết kế với phong cách hiện đại, tối ưu diện tích giúp không gian sống trở nên gọn gàng và khoa học. Thi công nhanh chóng với công nghệ CNC độ nét cao, cam kết chuẩn vật liệu, chuẩn tiến độ. Nhanh tay đăng ký để hoàn thiện không gian sống. Đồ gỗ Bình Minh.com thiết kế nội thất đẹp như nội y. Vị thế khủng của triển lãm Los Angeles Auto Show, VFast tham gia vào tháng 11/2021. Một trong bốn ông lớn ở đất Mỹ, sân chơi cho xe sang với lượng tiêu thụ xe chóng mặt. New York, Mỹ đang xây dựng đường đua trong nhà. Detroit gần với các công ty lớn, còn Chicago thì quy mô to nhất. Triển lãm Los Angeles này có ưu điểm khác biệt nhưng quan trọng với cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Stephanie Brinley, nhà phân tích của IHS Market đánh giá, bất kể thế nào, California là nơi thiết lập các xu hướng lan truyền khắp nước Mỹ. Vì vậy, nó là một thị trường thực sự quan trọng và do đó, triển lãm ô tô ở đây cũng vậy. Đây cũng là một khu vực có doanh số bán hàng xa xỉ cao. Vì vậy, đặc biệt nếu như bạn là đại diện của một nhà sản xuất ô tô hạng sang, chắc chắn là bạn muốn hiện diện ở đây. Không chỉ đại diện cho xu hướng, mà Los Angeles Auto Show được tổ chức tại trung tâm hội nghị Los Angeles, California, còn được xem như là một ngã tư, một thụy sĩ ô tô giữa lòng nước Mỹ. Bởi vì không chỉ có xe ô tô Mỹ mà đây cũng là nơi có nhiều xe châu Á, châu Âu, stop lựa chọn để ra mắt hoặc giới thiệu xu hướng. Sơ lược về Los Angeles Auto Show 2021. Sau gần 24 tháng, Los Angeles Auto Show đã sẵn sàng đón khách vào tháng 11/2021. Sự kiện dự kiến thu hút tới hàng trăm nghìn người cùng hàng nghìn nhà báo và chuyên gia trong ngành từ hàng chục quốc gia. Triển lãm năm 2021 được cho là có nhiều loại xe và thương hiệu đa dạng nhất so với bất kỳ triển lãm ô tô Bắc Mỹ nào. Các nhà sản xuất ô tô mới cũng đã lên kế hoạch tham dự, bao gồm Fisker, Lucid, Imperium, Merlin, VFast. Với xu hướng chuyển sang xe điện và quy định tất cả xe bán ở California từ năm 2035 phải không phát thải, thì tiêu điểm của triển lãm sẽ tập trung vào tất cả những thứ chạy bằng điện cùng những công nghệ mới nhất. Các nhà sản xuất xe điện sẽ có được cơ hội cung cấp các buổi lái thử cho người tiêu dùng trên một đường chạy thử trong nhà rộng tới 4.180 m² tại sảnh nam của trung tâm hội nghị. Trong vài năm qua, Los Angeles Auto Show đã trở thành một nơi để các nhà sản xuất ô tô trình làng và trưng bày những chiếc xe điện mới nhất. Như Porsche Taycan và Ford Mustang Mach-E đã ra mắt tại triển lãm năm 2019. Thậm chí là triển lãm này còn có cả không gian trải nghiệm cho những tay lái nhí. Bên cạnh đó thì California là một trong những thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất trên thế giới, nên đây là lợi thế cho việc bán hàng của các hãng xe. Stephanie Brinley nói, một phần của việc tăng doanh số bán xe điện là cho mọi người có cơ hội tiếp xúc và hiểu được cách vận hành của những chiếc xe này. Chúng khác nhau ở điểm nào, chúng giống nhau ở điểm nào. Và bạn chỉ có thể thưởng thức được điều đó khi mà bạn lái thử tại triển lãm ô tô. Với nhiều ưu điểm như vậy thì cũng không quá khó hiểu vì sao mà nhà sản xuất ô tô VinFast lại quyết định cho những mẫu EV quốc tế đầu tiên của mình xuất hiện tại triển lãm này. Los Angeles Auto Show, một trong Big Four của Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1907, Los Angeles Auto Show là một trong những triển lãm ô tô có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu với quy mô khoảng 91.000 m². Vào mỗi mùa thu, nhà tổ chức chương trình ANSA Productions sẽ tập hợp những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô để rồi công bố tương lai di chuyển trong kinh đô văn hóa xe hơi của thế giới. Mặc dù Los Angeles Auto Show chỉ kéo dài chưa đầy 2 tuần, nhưng công việc chuẩn bị được tiến hành quanh năm và cũng không có gì lạ khi mà các nhà sản xuất ô tô chi ra tới hơn 1 triệu đô cho việc trưng bày xe và các không gian trải nghiệm. Trong đó, hai ngày đầu tiên, 17 và 18 tháng 11 được coi là ngày truyền thống, các nhà sản xuất ô tô sẽ ra mắt hoặc giới thiệu các mẫu xe mới. Phần thứ hai đó là kéo dài từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 11, dành riêng cho người tiêu dùng và mang đến cho họ cơ hội xem tất cả những chiếc xe mới nhất dưới một mái nhà. Hàng trăm ngàn người tiêu dùng có thể ngồi ở hầu hết các phương tiện, đặt ra câu hỏi và so sánh một cách thoải mái mà không phải chịu bất kỳ áp lực phải mua nào. Automobility LA, sự kiện báo chí và thương mại kéo dài 2 ngày đầu của triển lãm, quy tụ những bộ óc sáng giá nhất trong lĩnh vực ô tô và công nghệ vào cùng một sân khấu. Tương lai của triển lãm.
Khi được hỏi liệu rằng các triển lãm ô tô có lụi tàn không khi mà các công ty ngày càng có xu hướng tổ chức những sự kiện riêng biệt, thì Lisa Kaz, CEO của ANSA, nói rằng ngay cả khi lượng người đến có giảm đi một chút vì dịch bệnh COVID-19 hay là những nguyên nhân khác, vẫn sẽ có 1 triệu người đang xem xét mua một chiếc xe mới trong không gian độc đáo của triển lãm, và cho rằng Detroit, một triển lãm ô tô khác, trượt dài vì nói quá nhiều đến hệ thống dẫn động AVKB thay cho xu hướng và trải nghiệm thực sự. Đối với người tiêu dùng, Kaz cho biết rằng Los Angeles Auto Show vẫn là nơi giới thiệu xe mới với trang thiết bị hiện đại nhất đến tay người mua sắm. Bà cũng cho biết chương trình nghiêng về những người trẻ tuổi, đại diện cho một thế hệ thích tìm hiểu những tiến bộ trong phương tiện như địa khí hóa và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến. Thanh Linh, trí thức trẻ, Auto Pro, độc đáo CV tổng hợp và đưa tin. Lộ diện hàng loạt xe cực đẹp của VinFast sắp sản xuất, cựu sếp thiết kế của Lamborghini cũng tham gia. VinFast sắp sản xuất xe thể thao ư? VinFast đã từng tạo ra một kỳ tích thế giới khi có thể giao được những chiếc xe hơi đầu tiên tới tay người tiêu dùng chỉ trong khoảng 19 tháng trời sau thời điểm khởi công nhà máy. Và tính ở thời điểm hiện tại, khi mà video này được đăng tải, dòng sản phẩm của VinFast trên thực tế vẫn khá là ít ỏi với một mẫu hatchback hạng A là VinFast Fadil, một mẫu xe điện CUV hạng C sắp bán ra chính thức là VinFast VF E34, cặp đôi sedan hạng E và SUV hạng E là VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0. Tuy nhiên thì điều này có lẽ sẽ dần được cải thiện trong tương lai. Khác với mẫu xe VinFast được đăng ký mới, thì các mẫu xe sau đây xuất hiện trong video này được đăng ký lại sau khi có một số sửa đổi so với bản thiết kế ban đầu và rất có thể sẽ sớm đi vào sản xuất. Bộ 6 chiếc xe VinFast khá là đa dạng về mặt phân khúc, bao gồm 2 mẫu hatchback hạng A, 1 mẫu hatchback hạng C và 3 mẫu sedan hạng D. Mẫu hatchback hạng A do Pininfarina trau chuốt. Mẫu xe này là một trong 7 mẫu premium được nhiều người bình chọn. Phân khúc hạng A cũng chính là phân khúc của mẫu xe bán chạy nhất của VinFast, chính là mẫu VinFast Fadil. Mẫu hatchback hạng A khác cũng do Pininfarina góp sức. Mẫu xe này được VinFast mô tả là mẫu xe trẻ trung hiện đại với thiết kế ngoại thất như là một tác phẩm điêu khắc độc đáo. Nhiều khả năng VinFast sẽ không cùng một lúc đưa ra thị trường hai mẫu xe hạng A này, thế nhưng có thể phỏng đoán rằng VinFast sẽ sớm thay thế VinFast Fadil bằng một trong hai mẫu xe này. Mẫu hatchback hạng C do Torino thiết kế với nhiều đường cắt xẻ trẻ trung và cuốn hút, gợi tới phong cách thể thao trên các mẫu xe đến từ nước Đức. Dòng hatchback hạng C tại Việt Nam có thể liên tưởng tới mẫu Mazda 3 hatchback. Sedan hạng D với phong cách của một mẫu xe sang được thấy rõ nhất ở lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan chạy dọc. Và nếu như để ý kỹ hơn thì có thể thấy phần lưới tản nhiệt này hơi lồi ra phía trước thay vì là ẩn vào bên trong. Bên cạnh đó, thiết kế phía sau của chiếc xe trông cũng khá là lạ mắt. Và tất nhiên là mẫu xe này cũng do Pininfarina chắp bút. Theo thiết kế ban đầu, chiếc xe sẽ thuộc phân khúc sedan hạng D. Tuy nhiên thì theo hình ảnh sửa đổi thì có vẻ như nó đã thay đổi thành mẫu hatchback. So với sedan, các mẫu xe hatchback luôn có được lợi thế về mặt không gian nội thất. Đồng thời cũng theo hình ảnh thì có thể thấy đây là mẫu coupe hai cửa. Phong cách này thường được thấy trên các mẫu xe thể thao. Cũng chưa rõ mẫu này sẽ được trang bị loại động cơ nào, và nếu như được trang bị động cơ điện thì việc lựa chọn phong cách thể thao có lẽ là điều dễ hiểu, bởi vì động cơ điện thường cho gia tốc lớn ở bước ga đầu, mang tới cảm giác thể thao kiểu dính ghế. Và điều đặc biệt đó là mẫu thiết kế này đến từ Filippo Peroni, cựu thiết kế trưởng của Lamborghini. Minh Đức, Soha, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.